Hi, xin chào bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá của iPhone 15 và 15 Pro Max tại Thế Động trong những ngày đầu của tháng 11 này. Thì xem qua tháng mới này, iPhone đã có 15 và 15 Pro Max có hạ nhiệt trước bạn nha. Rồi, đầu tiên thì mình ở đây có con iPhone 15 Pro 128GB màu Titan xanh. Đây là con iPhone 15 Pro màu Titan xanh các bạn. Màu cũng rất là đẹp trong năm nay luôn, ngoài màu titan tự nhiên ha. Đây là titan xanh. Chiếc máy các bạn cầm lên rất là nhẹ luôn. iPhone năm nay được thiết kế cực kỳ nhẹ các bạn. iPhone 15 Pro thì nó sẽ có màn hình 6,1 inch với công nghệ màn hình Super Retina XDR. Máy sẽ được trang bị con chip Apple A17 Pro nha. RAM trên máy đây là RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Máy sẽ được trang bị cụm 3 camera phía sau với camera chính lên đến là 48MP, hai camera phụ lần lượt là 12 và 12. Camera selfie phía trước với độ phân giải là 12MP. Máy sẽ được trang bị con viên pin là 3274mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 20W các bạn. Đây là thiết kế bên hông thân máy ha. Và cái nút tác dụng mới trong năm nay của iPhone 15 Pro và 15 Pro Max ha. Đây, nút tác dụng các bạn. Thì iPhone 15 Pro 128GB này hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 28.990.000. Và hiện tại nó đang có chương trình giảm giá được 500.000 các bạn, là còn 28.490 ha. Hiện tại các bạn mua thì sẽ được có cơ hội là trúng 15 suất 100 triệu tiền mặt. Áp dụng thu cũ đổi mới lên đến là 2 triệu ha, giảm 45% khi bạn mua gói bảo hiểm mở rộng, gói bảo hành thêm. Con 15 Pro 256GB sẽ có giá là 31.990.000 và hiện tại nó giảm giá trực tiếp 500.000, là còn 31.490 ha. Thì cái giá này hiện tại nó áp dụng cho tất cả các phiên bản màu của iPhone 15 Pro luôn bạn. Màu xanh titan xanh nè, titan tự nhiên, màu titan đen, màu trắng, nó đều có giá là 31.490 cho iPhone 15 Pro 256GB. Siêu phẩm trong năm nay, iPhone 15 Pro Max 256GB các bạn ha, màu titan tự nhiên. Năm nay cái phiên bản thấp nhất của 15 Pro Max là 256GB các bạn, đây là màu titan tự nhiên, màu hot nhất năm nay luôn và được khách hàng săn đón rất là nhiều luôn cái màu này các bạn. Cực kỳ đẹp ha, màu lạ và đẹp nha. iPhone 15 Pro Max thì có màn hình là 6,7 inch Super Retina XDR. Máy sẽ được trang bị con chip là Apple A17 Pro. RAM trên máy là RAM 8GB, bộ nhớ đây là 256GB các bạn nha. Máy sẽ được trang bị camera selfie với độ phân giải 12MP, cụm 3 camera phía sau với camera chính là 48MP, hai cam phụ lần lượt là 12 và 12. Máy sẽ được trang bị viên pin là 4422mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 20W. Năm nay iPhone 15 và 15 Pro Max sẽ được trang bị cổng sạc là cổng sạc tiếp C các bạn nha. C2C, không còn là cổng sạc C2 Lightning như 15 Pro Max 256GB. Nó sẽ có giá là 34.990.000 và không có chương trình giảm giá gì thêm luôn các bạn. Nó sẽ áp dụng cho tất cả phiên bản màu luôn. 15 Pro Max 256GB màu titan đen, màu titan xanh, màu titan tự nhiên đều có giá là 34.990.000. Và không 15 Pro Max 512GB màu titan xanh sẽ có giá là 40.890.000 và hiện tại các bạn mua sẽ được giảm giá trực tiếp là 700.000, là còn 40.190.000 nha các bạn nha, giảm được 700.000. 15 Pro Max 512GB màu titan đen, titan tự nhiên và màu trắng titan sẽ có giá bằng nhau là 40.990.000 và không có chương trình khuyến mãi hay giảm giá gì thêm các bạn nha. Chỉ duy nhất có phiên bản iPhone 15 Pro Max 512GB màu xanh titan là sẽ có giảm được 700.000 các bạn nha. Với sức hút của hiện tại thì khó mà để có chương trình giảm giá gì thêm các bạn. Rồi thì mình vừa cập nhật các bạn giá cũng như khuyến mãi của iPhone 15 và 15 Pro Max tại Thế Động trong những ngày cuối những ngày của
tháng 10 này hay đầu tháng cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của iPhone 15 và 15 Pro Max trong những ngày đầu của tháng 11 này các bạn nha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.